Tiến xin kính chào quý vị. Xuân Phương biết rằng thường thường đó, người Hoa Kỳ, thường thường chúng ta cũng vậy, ít ai mà hỏi nhau là sẽ bầu bỏ phiếu cho ai. Nhưng mà cái lần này thì chắc chắn là Xuân Phương phải hỏi Thanh Thanh với Thuyền Nga cũng như quý vị là quý vị có đồng ý là bỏ phiếu cho cái nhân vật này hay không? Quý vị nhìn thấy trên hình đây, một nhân vật như vậy, có ai mà nghĩ tới chuyện mà bỏ phiếu cho để cho ông này trở thành một vị tổng thống hay không? Mà gọi là một cái người màu xanh. Đúng rồi, bởi vì cái tất nhiên thì nghĩ là sau khi mà xông ra những cái màu đó thì nó ra, nó nhiều khi mình xông chân mày một thời gian, ban đầu thì xông nó như màu đen, nhưng mà thời gian thì nó sẽ phai ra màu xanh đậm. Nhưng mà kính thưa quý vị, phải nói về cái ông này là thiệt ra là ông này cũng khá nổi tiếng ở ngay tại cái nước Cộng hòa Séc của ông. Ông tên là Vladimir Franks, 53 tuổi. Ông ta dự định là sẽ ra để mà làm ứng cử viên tổng thống nếu mà được đủ cái số phiếu của người dân để mà bầu cho ông, để ông ra ứng cử cho tổng thống 2013 của nước Cộng hòa Séc. Thì không biết là nếu mà quý vị là người dân ở ngay tại Cộng hòa Séc, khi mà nhìn thấy một vị tổng thống như vậy, thì không biết là quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Như Xuân Phương nói là quý vị sẽ có bầu cho ông hay không? Thì theo Thanh Thanh thì gọi là xem hình mà bắt hình dong, đúng không? Cho nên là mình phải coi ông làm được cái gì cho mình. Còn cái vấn đề mà ông xong mình hay như thế nào đó không phải là một cái vấn đề. Thì Nga nghĩ là nếu mà ông có đắc cử đi mà đi ra ngoài để mà đi tới những cái nước khác để mà gọi là xã giao chắc họ xỉu quá. Không ít ra nhưng mà là tại vì thấy giống như người hành tinh vậy đó. Tại vì khi quý vị thấy nhìn trên hình đó, quý vị thấy là ông này ông xăm đầy người hết, không có chỗ nào mà nó lòi ra để có thể quý vị thấy cái da ổng hết trơn á. Thành ra là mới đầu nhìn đó thì Nga thì cảm thấy như ông này mà đi tranh canh tử tổng thống hay sao thì mình thấy cũng lạ, nhưng mà khi mà mình đọc vô á, mình thấy ổng là cái background của ổng là ổng rất một người rất là giỏi, nhưng mà ông chính là một cái người, một professor, là một giáo sư ở trường, một trường đại học. Ông dạy về drama đó, là về giống như là kịch nghệ, rồi xong là ông cũng là một họa sĩ rất là tài ba. Còn một cái nữa là ông là có một cái bằng PhD, là bằng thạc sĩ về luật. Vâng, kính thưa quý vị, nếu mà gặp một người này, quý vị mà đi ngoài đường lúc mà trời hơi tối tối trong một khu phố vắng vẻ, quý vị mà gặp ông này thì chắc quý vị cũng hơi run run một chút và không bao giờ nghĩ rằng đây là một giáo sư về kịch như Thuyền Nga nói, mà cũng khá nổi tiếng chứ không phải là bình thường. Bên cạnh đó thì ông cũng có một cái bằng thạc sĩ về luật, thành ra khi mà ông nói chuyện, nói về đưa ra những cái chính sách chính trị đó, ngay cả những người phân tích gia cũng phải công nhận là có những cái đường lối rất là rõ ràng, và cái cách giải thích của ông cho cái người nghe họ thấy rất là gần gũi, chứ không có phải là dùng những danh từ mà nó quá xa xôi đối với người dân. Và đây là một điểm nữa mà Xuân Phương nghĩ rằng Xuân Phương sẽ bỏ phiếu cho ông đó, là ít nhất thí dụ mà ông ta đi gặp những nguyên thủ quốc gia khác đó, mấy người khác nhìn cái là thấy sợ là ký liền. khỏi đàm phán đâu. Nó có thể nó có hai cái, một là ký, hai là không, đúng không? Sợ quá là ký, còn nếu thôi nói là không, cái ông này là không thể nào mà làm một cái nguyên thủ quốc gia được, khi mà nguyên thủ quốc gia là cũng có một người phải, người khác phải nhìn lên mình là một cái role model, đúng không? Mà ông này nhìn lên thấy là giống như là sa tăng là gì thì không thể nào mà theo thì Nga chắc thì Nga không vote đâu. Vậy là hai chọi một. Nhưng mà ít nhất thì Nga thấy không, nếu mà ông này được vô mà đứng đi dự những cái hội nghị quốc tế thì Nga nhớ là luôn luôn họ có chụp những cái hình sau cùng đó. Ít nhất kỳ này những cái tấm hình đó nó có màu mè chứ. Mấy ông kia giống nhau quá. Đương nhiên bề ngoài thì sẽ làm cho chúng ta thấy và sẽ nhảy ra liền, nhưng mà khi mà mình đọc cái tiểu sử của ông thì mình sẽ nhảy cho vô và nhảy vô lại để mà bầu cho ông, cho nên là Thanh Thanh sẽ bầu. Cái này rất tiếc là chúng ta bàn rất nhiều nhưng mà mình không có đứa nào được quyền bầu hết. Đúng rồi, tại vì không phải công dân của Cộng hòa Séc, không có phiếu cử tri, đúng không? Nhưng mà làm 6 tây tháng 11 năm nay thì mình có quyền rồi. Tổng thống Hoa Kỳ. Ok. Như vậy là nếu mà nói như vậy thì Tổng thống Obama cũng hơi bị lỗ ha. Bởi vì nước da vậy thì không xăm được nữa rồi. Vâng, kính thưa quý vị, cũng nói về cái khía cạnh mà nhìn bề ngoài con người đó để mà đánh giá đó,
thì có một câu chuyện khác nó Xuân Phương nghĩ nó đáng buồn hơn, đó là xảy ra ở bên Trung Quốc, ở tại một cái tỉnh gọi là Nanchang ở miền nam của Trung Quốc. Thì thường thường khi mà ở Việt Nam, Xuân Phương nghĩ cũng vậy, khi chúng ta đi đến những cái đền thờ, những cái ngôi chùa thì có rất nhiều những người mà ăn xin, thường thường cũng đứng đó rồi xin tiền, hoặc là đôi lúc họ còn chạy theo, rồi còn đôi lúc cũng nắm áo cũng này nọ, thì đôi lúc mình cũng cảm thấy phiền thật đó. Nhưng mà ở cái thành phố Nanchang ở bên Trung Quốc, họ lại đi đến một cái quyết định mà Xuân Phương cho là quá là cực đoan, đó là họ dựng lên một cái như là một, có nhiều người nói là hàng rào, họ bào chữa bằng cách là gọi đó là hàng rào, nhưng mà nếu quý vị nhìn trong hình kỹ đó thì thật sự không phải là hàng rào mà nó như là một cái chuồng sắt, bởi vì phía trước phía sau đều có cái giới hạn bởi cái hàng rào đó, và ở mé trên tuy là không phải một cái mạng lưới sắt nhưng mà cũng là một cái gì đó đã che kín, thì nó tạo cái hình ảnh như là những cái người này đang bị bắt ở trong cái chuồng, một cái chuồng sắt. Và khi mà cái cảnh mà nhìn thấy họ phải thò tay qua cái hàng rào sắt đó để mà xin tiền, xin đồ ăn nước uống, thì Xuân Phương cho rằng cái cảnh này nó quá là tàn nhẫn đúng rồi. Và thường thường đó thì bên China họ thường tổ chức những cái gọi là cái festival, mà thường thường festival thì rất là đông người, cho nên là họ không muốn là những cái người ăn xin này mà phải đi theo mà cũng như là làm phiền. Còn nếu mà không muốn mà ở trong những cái lòng đó đó thì mấy người đó phải tự ra khỏi thành phố, không có được bén mảng gì xung quanh cái hội chợ đó hết. Nếu mà không biết là tại sao họ không có xây một cái giống như một cái chòi hay là một cái lều hay một cái trạm nào đó, bởi vì Thanh Thanh cảm thấy là khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này á, thì mình không có nhìn thấy là con người ở trong đó, mà mình tưởng tượng ra được là những con thú vật đang ở trong đó. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà tất cả những hiệp hội, mà nhất là hiệp hội mà bảo vệ nhân quyền, bảo vệ con người đó, bảo vệ về nhân đạo đó, khi mà họ nhìn những cái hình ảnh này chắc là Thành nghĩ là họ cũng sẽ phải lên tiếng để mà phản đối lại. Vâng, thì kính thưa quý vị, họ đã lên tiếng phản đối, và nhưng mà như chúng ta đã biết thì cái nước Trung Hoa hiện bây giờ đó, họ có một cái phân biệt giai cấp rất là nặng. Bởi vì những người giàu thì họ có một cái nhìn, họ không nhìn những người nghèo như là con người nữa, thì họ cứ nhìn bề ngoài, hễ ăn mặc sang trọng thì được tôn trọng, nhưng mà những người mà ăn mặc xấu xí, quần áo không phải hàng hiệu hay gì đó thì không còn được coi như là con người. Đôi lúc khi trở thành người ăn xin thì coi như là không còn được coi là một con người nữa. Những người quản lý những cái đền này, họ đưa ra cái quyết định như vậy, họ bắt những cái người ăn xin vào trong những cái chuồng như vậy với lý do tại sao? Lý do vì nếu mà những người này cứ làm phiền những người đến đền để cúng thì những người này sẽ đi những cái đền khác chứ không đến cái đền này, thì đó là một cái lý do, hoàn toàn là cái lý do kinh tế thôi. Họ sợ bị thất thoát cái tiền thu nhập của họ vào. Mà như quý vị thấy đó, trong cái hình đó, thì quý vị thấy nhìn đó thì Nga thấy là giống như là một cái case hơn là một cái, họ nói là chỉ một cái rail. Và trong đó thì có người già, trẻ con, trong một thời gian dài như vậy mà giữa trời nắng thì Nga thấy nó rất là... Rồi thôi bây giờ mình chuyển sang Việt Nam đi quý vị, nhìn bề ngoài nhưng mà ở trong thì nó lại khác. Nó đảo ngược hết. Đảo ngược hết là tất quý vị, là khi ở Việt Nam mình có một cái quán cà phê gọi là Up Cà Phê. Từ ngoài đứa bước vô đó thì quý vị thấy một cái căn nhà nó bị đảo ngược lại. Có nghĩa là cái mái thì nó dưới, cái kia thì nó ở trên. Rồi khi mà đi vô trong quán cà phê đó thì mọi thứ trong đó đều đảo ngược hết. Là từ bàn ghế cho đến tranh ảnh, đèn, đuốc nó bị đảo ngược hết. Dạ, cho Thanh Thanh hỏi này, vậy con người đi vô có đảo ngược lên không? Cái đảo ngược được đúng thì không? Nên đảo ngược. Đúng không? Đúng không? Mình phải chống tay xuống gọi là cái gì mình đứng trồng túi cà phê. Thì khi uống thì chồng lại, thì ngược cho lên lại uống, uống xong lại chồng sẽ xuống, chồng chuối. Không, nếu mà thiệt ra cái quán cà phê đó đó, họ có ra một cái quy định, Thanh Thanh mà đi đảo ngược vô được thì ăn uống free. À, có lý đó. Vâng, nhưng mà nói thiệt thì Xuân Phương khi mà nhìn cái hình này, Xuân Phương nghĩ Xuân Phương không dám vô. Lý do? Bởi vì những cái bàn hay là cái piano mà họ gắn ở trên ngược trên á, không biết là dùng loại glue gì. Ngày nào mà đang ngồi nó rớt xuống cũng mệt. Nếu mà super glue của China là bảo đảm là không dám vô. Chẳng những rớt cái đó xuống mà rớt cả cái
cái trần nhà rớt xuống. Nặng quá nó kéo nguyên một đám xuống. Đúng rồi, thì cái tiệm cà phê, ốc cà phê này nằm ở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển ở quận Phú Nhuận. Nếu mà quý vị nào có về Việt Nam ghé thăm thử coi nó ra sao thì Nga cũng có muốn cảm giác nó như thế nào. Nhưng mà nói chung thì cũng một cái ý tưởng hay, gọi là ý tưởng lạ, và cũng thu hút được khá nhiều khách hàng đến đây. Và theo những người mà đã đến đây đó thì họ nói rằng cái quán này tạo cái không gian cũng khá là yên tĩnh, tuy là có những cái ý tưởng là ngược ngạo như vậy nhưng mà vẫn tạo được cái không gian yên tĩnh và thu hút được khá nhiều khách hàng. Thì nếu quý vị thấy trong hình thì những người ngồi đây là coi như là họ đến rồi chơi cờ tướng, nghĩa là những cái gì nó rất là yên tĩnh chứ không phải là ồn ào, không phải là một cái quán cà phê ồn ào. Vâng, và kính thưa quý vị, đó là chương trình phần 1 của Góc Tím ngày hôm nay, và xin quý vị đừng rời màn hình, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần Góc Tím phần 2.